Nếu bạn coi một cái video clip là một sản phẩm hoặc là một bài thi thì bạn đã chuẩn bị gì cho nó? Một sản phẩm thì nó phải có cái giá trị nhất định nào đó, một cái định mức dù thấp nhất, dù nhỏ nhất nó cũng có giá trị. Và một bài thi nó sẽ tạo ra cho bạn những cái áp lực, những cái khó khăn mà bạn phải tìm cách giải quyết nó. Và tôi cũng vậy thôi. 1.000 sub hay là 4.000 giờ thì đó là cái áp lực, đó là khó khăn, thì tôi cũng không có nghĩ đó là chuyện đơn giản đâu. Thời điểm này năm ngoái thôi nha, là kênh tôi bắt đầu cái công việc làm YouTube, nhưng cái kênh của tôi thì tôi làm lâu rồi, nó đã có khoảng đợt đó là hình như là 700 mấy sub rồi, với lại 600 giờ xem. Nhưng mà bắt đầu từ con số đó nó cũng mệt mỏi lắm. Chuyện đầu tiên tôi phải làm đó là tự đánh giá khả năng của bản thân, phải biết sức mình ở đâu rồi mới dám chơi chứ. Tự nhiên mấy tay không bắt giặc hả? Ồ, đâu ra vậy? Mình hay chỗ này nè, mình dở chỗ này nè, nhưng cái chỗ dở này nè nó cần cho cái công việc hiện tại. Tôi học như thế nào? Rồi tôi tự đặt ra cho mình một cái deadline nhất định nào đó, làm sao để mình có thể thực hành được những cái gọi là nói chuyện sao cho nó cuốn. Thì dễ ẹt à, cắm cái máy ra ngồi nói. Câu chuyện đâu ra? Câu chuyện xung quanh hàng ngày của bạn thôi. Ví dụ như nấu ăn, bạn phải trình bày làm sao, như thế nào cho được người xem những cái skill, làm sao đó để rút gọn thời gian để làm đồ ăn sáng rồi đồ ăn trưa mang lên văn phòng ngồi ăn buổi trưa. Chứ đâu phải là vô, đây là cách nấu cơm, đổ gạo vô, đổ nước vô, vo gạo xong rồi chắc ra, đổ nước vô, đo thêm lóc má coi vậy chán lắm luôn á, thề luôn á. Bằng cách nào để hoàn thành cái deadline mình đưa ra? Dễ ẹt à? Phải thử nghiệm, thì bất cứ thứ gì cũng phải thử nghiệm. Giống như thử việc. Cái series đầu tiên của tôi là mắc mệt show, má đúng mắc mệt luôn, coi đúng mắc mệt luôn. Nó hay hay không hay thì tùy người xem thôi, chứ tôi cũng không nói nó hay, tôi cũng không nói nó dở. Nhưng cái tôi học được ở trong đó là cách trình bày nội dung như thế nào và mình nên nói cái gì để không có đụng chạm người này, đụng chạm người kia, đụng chạm cái này, đụng chạm cái nọ. Thì sau series đó tôi được nhiều cũng mất nhiều. Thứ nhất, tôi được học cách trình bày làm sao cho nó đỡ gớm. Thứ hai, tôi được luyện cái kỹ năng edit nhanh khủng khiếp. Có thể là một ngày 2 đến 3 cái clip hoặc là 4 cái clip khoảng 15 phút rồi ngồi nói chuyện thôi, cắt làm sao cho nó ra câu chuyện thôi, cắt làm sao cho nó đỡ gớm thôi chứ không phải ra câu chuyện. Thứ ba, tôi đã lọc được khoảng hình như là 3 đến 400 sub đó. Không thích. Ok. Tao làm những điều đi đi khùng khùng vậy á, mày không thích, làm ơn hủy đăng ký giùm tao một cái. Chứ để tao ra cái series tiếp theo mày vô mày dislike nữa tao khổ lắm. Bớt dislike. Không thích thì thôi, không thích thì đừng có follow nữa. Rồi còn được cái gì ta? Được học cách nhìn nhận vấn đề theo nhiều góc nhìn khác nhau. Thứ bốn gọi là cái thứ hay ho nè, luôn luôn có cách giải quyết một cái vấn đề nào đó, luôn luôn có cách giải quyết, vấn đề là mình phải đi tìm thôi. Thì đó là cái series Mắc Mệt Show, nó cho tôi được những cái thứ đó. Và hiện tại tôi đang ngồi, hiện tại nha, tôi vẫn đang ngồi nhìn nhận lại nó là mình được cái gì, mình mất cái gì và sắp tới mình phải làm như thế nào. Thì tôi bắt đầu làm thôi. Và bạn cũng vậy. Bạn biết bạn mạnh cái gì mà. Đó, tôi biết sửa xe tại vì tôi đi học mà. Tôi đi học nghề mà. Có chứng chỉ thợ máy 2 trên 7 luôn mới ghê chứ. Rồi tôi cũng đi sửa xe Honda, rồi sửa máy, sửa động cơ thủy, rồi sửa động cơ ô tô, tôi làm đủ đủ trò hết á. Bạn biết bạn giỏi cái gì thì làm cái đó thôi, chứ không mắc gì phải đi làm cái dở. Nguyên liệu ở đâu để tạo ra cái sản phẩm?
Dễ ẹt à, chú ý vòng vòng xung quanh bạn thôi, để ý từ năm này qua năm nọ, để ý từ cái giai đoạn này qua giai đoạn nọ, thì giờ Google là miễn phí rồi mà, lên search đi. Tôi thì tôi thấy những cái thứ này nó hay ho mà không bao giờ lỗi thời. Thực phẩm, trong cái thực phẩm đó nó chia ra rất là nhiều thứ để bạn làm, ví dụ cách trồng rau trên sân thượng, cách trồng rau ngoài ban công, cách trồng rau trong thành phố chứ không cần phải về quê. Sau khi đã có nguyên liệu rồi thì vào coi cái clip cách tạo ra nội dung cho một video clip. Nhớ nha, có nguyên liệu rồi thì hãy coi, mà chưa có nguyên liệu hoặc là coi cho vui á, đừng coi. Coi không hiểu đâu, chán lắm. Lên được nội dung rồi thì bày ra chơi thôi, xào nấu thôi. Thì đây là cái công việc của tôi, công việc kiếm tiền của tôi nên nó cũng đơn giản. Bạn chỉ cần lên Google cách set up máy chụp hình để quay. Quay cái gì? Bạn muốn quay cái gì? Bỏ vô dấu ba chấm. Phần mềm để dựng clip hoặc là phần mềm đơn giản để dựng clip. Wow, còn muốn hay hơn nữa, học thôi. Hoặc là vào cái kênh YouTube của tôi tìm những cái clip hướng dẫn dựng phim. Ở trong đó tôi có mấy cái, vô đó coi, học Premiere đi, dựng cho nó đẹp, lên màu đồ cho nó ngộ nghĩnh, cho nó chuyên nghiệp. Thiếu ánh sáng phải không? Cách set up ánh sáng để quay ba chấm, điền vô chỗ ba chấm đi, quay gì set up kiểu đó. Những cái kiến thức về máy quay phim, về phần mềm dựng phim, về ánh sáng thì có rất nhiều channel họ làm rồi, nó rất là cơ bản luôn. Bạn thích quay cái gì thì đi tìm cái đó, có hết đó, vấn đề bạn có chịu học hay không thôi. Rồi sau khi tôi làm, tôi ra được một nùi clip rồi thì tôi cũng chả có tuân thủ cái quy tắc gọi là một ngày đăng một clip hay là đăng một cái clip đúng giờ hay khỉ khôi đâu. Tôi thích tôi đăng có ngày tôi đăng ba bốn cái clip, có ngày tôi đăng một cái clip, có ngày không đăng cái nào, và cũng có chẳng có một cái khung giờ cố định nhất định nào đâu. Thì tôi cũng coi nhiều cái YouTuber khác họ chia sẻ là mình phải đăng clip vào giờ này giờ này giờ này giờ này nè thì mới nhiều người coi nè, hoặc là tạo ra thói quen cho người coi nè. Bạn thử đăng vào 6 giờ chiều đi, dân văn phòng Sài Gòn giờ đó không có coi. Một là đang trên đường đi về, hai là đang bị deadline nó dí, nó còn nhiều đó thôi. Đừng có đưa ra một cái khung giờ nhất định nào cả, cứ đăng bố xô, đăng tùm lum, đăng nhiều khung giờ vô, đăng đủ kiểu giờ, 12 đêm thích thì đăng. Thì lúc đó YouTube nó mới có cái cơ sở dữ liệu nó báo về cho bạn, chứ chứ không có cái khỉ gì làm sao mà nó báo được cho bạn là giờ này khán giả của bạn coi nhiều. Giống kênh của tôi 9 giờ tối mới coi nhiều, đến 2 giờ sáng không biết ông nội đã thức cái giờ đó nữa, tôi cũng sợ luôn. Đừng bao giờ đặt suy nghĩ của mình vào suy nghĩ của người khác là được. Sau khi có cái sản phẩm rồi thì đóng gói nó thôi, hoặc là món ăn thì trình bày nó thôi. Bằng cái gì? Bằng cái thumbnail, bằng cái cover, bằng cái logo thì người xem sẽ nhận biết được cái video của bạn, cái kênh của bạn qua những cái thứ đó rồi. Về thumbnail á, thì bạn phải có một chút xíu về cái tư duy thiết kế ha. Nó cũng đơn giản dễ ẹt à. Cái này học dễ lắm. Bạn vô cái kênh, mấy cái kênh mà chuyên về design, designer hoặc là ba cái kênh animation rồi graphic rồi mấy cái kênh mà nó thiên về thiết kế á, bạn vô đó bạn coi cái thumbnail họ làm sao, tỷ lệ chữ với hình nó như thế nào, chữ nó đặt ở đâu, bố cục nó như thế nào, nhìn vô chứ đừng có coi những kênh lớn. Kênh lớn chưa chắc hay, tại vì kênh lớn nó đã có số lượng người theo dõi lớn rồi, có số lượng người đăng ký lớn rồi thì có thùm hay không có thùm cũng có người xem. Sau khi đã có cái để cho người xem,
họ nhận biết đây là cái clip của thằng A nè, đây là cái clip của thằng B nè. Thì YouTube nó cho mình một cái trang chủ trong trang cá nhân, ở đó nó cho mình được hai mấy cái tùy chọn, thứ nhất là cover và mấy cái link nhỏ nhỏ với cover, rồi thứ hai nữa là cái video dành cho người chưa đăng ký, cái video dành cho người đã đăng ký, rồi một danh sách phát, 12 danh sách phát, thì mỗi danh sách nó là một kệ hàng, tôi sắp xếp nó lên thôi, tôi đã dựa vào cái đó để tôi sắp xếp cái portfolio của tôi á. Rất là nhiều YouTuber họ chia sẻ là bạn mới bắt đầu làm YouTube, bạn chỉ nên làm một nội dung. Tôi không có làm một nội dung, tôi làm một nùi nội dung luôn. Tại vì sao? Tại vì những thứ đó nó có giá trị đối với tôi và đối với những người đăng ký cái kênh của tôi. Người ta thích nghề dựng phim, người ta vô coi chuyện nghề. Người ta làm nghề dựng phim, người ta vô coi chuyện nghề. Người ta đi xem in khờ, người ta vô coi xem in khờ, cách sửa xe. Người ta thích nghe người khác nói nhảm, vô coi mắc mệt show. Người ta thích coi những cái chuyến đi dài, người ta vô coi hoang dại. Tôi có rất là nhiều thứ hay ho ở trong YouTube, chứ tôi không có làm một thứ một. Tại vì tôi đọc trong cái gì ta, cái chính sách của YouTube á, thì họ không có nói, không có cái gì đã động đến là kênh của mày thì mày chỉ làm một nội dung thôi. Không, không có, họ không nói thì mình không làm vậy thôi. Chơi sân nào tuân thủ luật sân đó. Và điều quan trọng nhất là tôi ngồi tôi đọc cái bộ luật của YouTube, nó mệt mỏi quá, nhức đầu quá, may quá tôi không vi phạm. Đó là cách tôi bắt đầu với YouTube và mới bật kiếm tiền được mấy bữa nay thôi. Cũng đơn giản mà, không có gì khó khăn đâu. Bạn cứ tạo ra những cái thứ gì mà bạn thích đi, nó có giá trị với bản thân bạn, có giá trị ở hiện tại hoặc là sau này. Ví dụ sau này tôi coi lại cái clip sửa xe của tôi chừng khoảng 10 năm, 20 năm nữa, nếu YouTube còn, tôi coi lại lúc đó mình thời điểm đó đây sao. Bạn muốn làm YouTuber à? Bắt đầu thôi. Thích cái gì, giỏi cái gì, làm cái đó. Dở cái gì thì học cho nó giỏi. Và có một điều quan trọng nhất, những cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi nó không thuộc về mình. Đừng có cố gắng gọi là đi chôm đi trộm, rồi ví dụ như mua súp mua giờ, rồi súp chéo, rồi comment, rồi các kiểu, nó không thuộc về mình, nó không phải của mình đâu, mất hết đó. Thực ra thì có rất là nhiều thứ để lưu ý, nhưng mà với thời lượng của các clip á, làm nhiều cũng mệt, coi nhiều cũng mệt, làm nhiêu đó thôi. Đó là những thứ gọi là nó cần, tôi cảm thấy nó nổi bật và tôi cảm thấy nó cơ bản nhất, thì tôi chia sẻ vậy thôi. Đó là cách tôi trải qua để có được 1.000 sub và 4.000 giờ.